Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái phiên bản động cơ 17 inch 800W dành cho xe máy. Động cơ này sử dụng vành 17 inch cho các loại xe máy, xe số Way, Dream, Honda, Yamaha, tất cả đều sử dụng lắp được. Cái này thì nó sẽ có hai phiên bản dành cho các bạn lắp đằng trước và đằng sau. Lắp đằng trước ấy, thì mình có thể sử dụng phanh cơ hoặc là phanh đĩa. Đây. Đây là phiên bản phanh đĩa lắp đằng trước. Đây là phiên bản có nhông để lắp đằng sau này. Đấy, nhông lắp đằng sau nhé. Con này thì nó đặc biệt cái là nó có lít. Các bạn chạy khi chạy động cơ nó sẽ không quấn theo xích. Đây là phiên bản phanh cơ này. Đấy. Dùng phanh cơ, cái này có thể lắp vào bánh đằng trước hoặc là lắp bánh đằng sau. Bánh đằng trước ấy, thì ở một số cái dòng xe máy ấy, thì cái đường kính phanh này là nó sử dụng luôn cái phanh cơ cũ của xe máy, gần như không phải chế lại cái gì hết. Đây, cái đường kính này là 110 này. Với cái đường kính 110 này thì một số cái dòng xe Way, Dream hoặc là nó có cái đường kính này, thì các bạn xem cái xe của mình ấy, nếu cái này 110 ấy, thì lắp cái này rất là tốt, nó vừa luôn cái mâm dừng trong này, lắp lại vào cái càng cũ của nó rất là vừa. Đó. Xin lưu ý là đối với cái việc mà lắp cái này vào bánh trước ấy, thì là mình sẽ phải rút cái phuộc ra, xong ép hai bên vào rồi mới bắt được cái này vào đằng trước nhé. Đấy là bởi vì là cái càng của nó sẽ phải ấn vào như thế này. Đấy. Chứ không phải thả xuống như thế này giống như của xe điện. Còn nếu như khách hàng nào muốn chế thả xuống ấy, thì phải làm lại cái cuộc thả xuống. Nói chung ấy, nên sử dụng theo cái kiểu hút vào hai bên này. Thì khi mà thay lốp ấy, thì nó sẽ rất là phức tạp. Tuy nhiên thì một con xe để mà thay lốp thì nó cũng rất là cần phải vài năm mới hỏng lốp đấy. Cho nên là chơi. Cái phiên bản này thì nó có 800W thôi, cho nên là nó ăn điện rất là tiết kiệm điện. Nó sẽ dành cho các bạn có nhu cầu ăn điện ít hơn. Đấy. Và giá thành rẻ, nó sẽ đến được cái tay người dùng. Tiết kiệm điện là một này. Bởi vì bản chất một con xe máy khi mà mình tháo, mình độ con động cơ này vào ấy, thì nó sẽ không gian để chứa bình ắc quy hoặc là chứa pin nó rất là ít. Nếu như mình tham sử dụng con công suất cao quá thì ngược lại nó ăn pin hoặc ắc quy nhiều. Nếu như các bạn nào mà sử dụng pin ấy, thì nó sẽ đỡ tốn kém. Còn đối với các bạn nào sử dụng ắc quy thì rất là tốn diện tích. Đấy, mà bình bé thì không đi được nhiều, mà bình lớn thì này không có chỗ để. Đây con này là con IC vô tông nhé. Đấy, IC rất là xịn. Thì theo xu hướng của khách hàng thích loại này thì bên em cũng nhập loại này về cho khách hàng này. Đấy. Đây. Cái này cậy cái lắp này ra thì nó sẽ có hai bắt hai cực động cơ bắt ở trong này. Ba cực bắt động cơ đây. Dây động cơ ba hai cực như này này. Bắt nguồn dương âm. Cái này mặc dù nó là 800W nhá, nhưng mà cái đường kính mâm điện của nó rất là lớn. Con này nó là rơi khoảng 27. Đấy. So với này cái mâm xe đạp thường ngày xưa khoảng những cái đời xe 133S ấy, thì cái mâm của nó chỉ có 20 thôi. Đấy, cho nên là mặc dù 800W nhưng nó khỏe hơn rất là nhiều so với những dòng loại xe đạp điện hiện nay trên thị trường. Nó liên quan đến số cực ở trong này này. Cái đường kính này lớn ấy, thì cái số cực nó nhiều, thì tua nó sẽ không nhanh nhưng nó sẽ rất là khỏe.
Tất nhiên thì nó cũng phải rơi vào đạt tốc độ được khoảng 45 đến 60 km/h. Và cái giải này của con động cơ này là giải từ 48 đến 72V, tùy cho các bạn thích đi nhanh hay đi chậm. Đấy là giới thiệu về phần phanh. Còn giới thiệu về phần nhông thì ở đây mình sử dụng nhông đấy, đây là nhông có trớn. Khi các bạn chạy điện ấy, thì nó sẽ không cuốn theo xích, xích sẽ không bị chạy theo đó. Đây là phiên bản này là có nhông nhé. Đấy, vậy thì tóm lại sơ lược là hiện tại là em sẽ có 3 bản cho khách hàng, một bản là bánh trước phanh đĩa và bánh trước phanh cơ, và một bản là bánh sau phanh đĩa có nhông và bánh sau phanh cơ có nhông. Sản phẩm thì có thể bán kèm theo IC hoặc không đi kèm theo IC, có rất nhiều lựa chọn cho khách hàng khi mua. Thì khách hàng lưu ý thì mua như thế nào, cần lưu ý thêm để bên em có thể đáp ứng nhu cầu tốt nhất. Con này là vành 17 inch hết các bạn nhé, vành cho xe số vành 17 inch. Động cơ là 48 đến 72V, 800W nhé. Đấy. Các bạn thích đi nhanh thì chạy 72, 60, còn các bạn muốn đi ít bình thì chạy 48V. Công suất tối thiểu là 800W, các bạn chạy tối đa thì sẽ hơn 800W. Đấy. Mâm rất là lớn, đây, cái đường kính mâm này là 27. Đấy, các bạn cứ về nhà, nếu bạn có xe đạp điện hoặc xe máy điện, cứ đo những cái dòng động cơ của xe nhà mình thì thường thường nó sẽ chỉ có 19 cm thôi. Video của em đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Sẽ có một video em sẽ test tốc độ thực tế. Còn tốc độ nhà sản xuất đưa ra nó sẽ dao động trong khoảng 45 cho đến 65 km/h nhé.